Super E, MC U luôn là hai cá thể. Và khi bọn on một trách bọn ta sẽ luôn phá về mọi quy tắc luật lệ mà chúng mày đã đề ra. Như siêu xe đi báo tôi cần đéo cần đề phang. Chúng mày ước ao sẽ được giúp tao ngồi lên trên ngai vàng. Hãy đỡ xếp hai hàng lại thêm luôn hai chàng vỗ tay cứ về chỗ ngay. Ủa, ý mày là sao? Muốn làm gì tao? Ủa, vậy ý mày là sao? Rap không bằng tao nên thử khét ra mặt sao? Ủa, vậy ý mày là sao?